quý vị quay lại với chương trình Nhanh Như Chớp. Kính thưa quý vị thân mến, đầu chui thì đuôi lọt, hãy cử ra một người mà mình tin tưởng rằng sẽ bứt phá ở giai đoạn đầu tiên. Ok, hai người phụ nữ muốn em. Thôi bây giờ đó, bên đây anh đây là hai nữ một nam, kia nam một nữ, thì cái số lẻ ra trước đi. Ai lại lẻ ra trước đi? Là anh và Hòa. Anh với Hòa nè. À, em nghĩ là chạm đáy nỗi đau và tận cùng nỗi nhớ. Đúng được ạ. Có nghĩa là Eric và sẽ đối đầu với lại Will. Ai sẽ lên ghế trước? Quán tôi xì ba hai một đi. À, từ từ một. Thắng cái chơi thôi chứ hả? Ba hai một. Ấy trời, thắng được lên. Yeah. Eric đến với chương trình Nhanh Như Chớp. Cố lên. Câu hỏi bắt đầu. Làm giả hàng giả là làm hàng thật hay hàng giả? Làm giả hàng giả là làm hàng thật hay hàng giả? Hàng giả. Chính xác. Đúng rồi, làm giả là giả rồi. Làm giả hàng trống giả là làm hàng thật hay hàng giả? Hàng thật ạ. Không chính xác. Cái gì? Làm giả hàng giả. Hàng giả hàng trống giả, tức là hàng trống giả là hàng thật, nhưng mà lại làm giả hàng trống giả thì vậy là hàng giả. Ai? Rồi tập trung nha, rồi. Làm giả răng thật là làm răng thật hay răng giả? Ồ thế nhờ. Làm giả răng thật là làm răng thật hay răng giả? Là răng giả. Chính xác. Câu hỏi tiếp theo. Làm thật răng giả là làm răng giả hay răng thật? Làm thật răng giả là làm răng thật hay răng giả đúng không ạ? Răng giả. Chính xác. Rồi, ok, câu hỏi tiếp theo. Làm giả răng giả là làm răng giả hay răng thật? Làm giả răng giả là làm răng giả răng giả. Chính xác. Rồi, câu hỏi tiếp theo. Vậy trong câu làm giả răng thật, cái gì thật? Răng thật. Răng thật. Không chính xác. Làm giả đấy là chỉ từ... có cái làm giả đấy là giả thôi, còn răng thật vẫn là răng thật chứ. Cái thật ở đây là làm cái đó mới là thật. Làm giả răng thật từ nào là thật? Thì cái đó từ từ thật, cái đó là thật. Giả làm giả răng mà sao thật được, trời đất ơi. Tại vì làm... cái ý nghĩa của em đó là cái làm giả là răng thật. Thật trong đấy thì cái gì là thật thì cái răng vẫn là răng thật. Cái đó là răng giả, mình làm giả một cái răng thật thì đó là răng giả. Lady and gentlemen, ok, đây. Làm giả răng thật đúng không? Yeah. Nếu theo từ ngữ của Việt Nam, câu đấy xuôi thì là làm giả răng thật, không có dấu phẩy dấu chấm gì cả. Làm giả răng thật thì cái răng thật đấy vẫn là răng thật, đây, là chỉ là đang làm giả răng thật đấy. Em nói này dễ hiểu nhất này, theo cả nghĩa đen hay nghĩa bóng thì cái từ răng thật là vẫn nhất, là răng thật, là vẫn là vẫn răng là thật. Và thứ hai, nếu mà theo thực tế phải có răng thật thì mới làm được răng giả, phải có răng thật thì mới làm được răng giả. Kính thưa quý vị thân mến, có những người hiểu nói được là đức phúc, người hiểu và nói bậy là hội minh di. Rồi tiếp nha, cái gì nguyên dấu cắt chia bỏ đi dấu sắc dán đồ bền lâu? Nguyên dấu cắt chia bỏ đi cái dấu sắc, à bỏ đi dấu sắc là dán đồ bền lâu. Kéo, cái kéo. Chính xác. Wow. Rồi câu hỏi tiếp theo. Thường thì khi đếm số người ta hay đếm số tiến, nhưng có lúc bạn đứng ở đâu để đếm lùi lại? Ví dụ mình đếm là 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 đúng không? Đôi khi phải đếm ngược lại. Đếm số lùi khi mà mình đi xe máy. Tại thì sao? Mình phải đạp lùi số. Không, chính xác. Không, em chưa hiểu coi. Đếm cái số. Đó là câu trả lời chứ không phải là câu hỏi. Rồi, chưa gì. Biết gì không? Biết gì không? Các bạn đi giao thông là đều gặp nó. Đâu đứng ở dừng đèn đỏ. Đúng. Ôi giời. Đứng trong một buổi tiệc khao đao chúc mừng năm mới. Đúng chưa? Cái này không cãi được ha. Không cãi. Câu hỏi tiếp tục. Cái gì càng nhỏ càng to mà không phải con cua? Đồ, cái câu này cũng hay đó. Này hay, cái này em thấy hay. Nếu không biết thì em cứ trả lời đại đi cho qua để lấy cái thời gian. Càng nhỏ càng to á?
Cái này khó đó. Thời gian đang trôi qua nha em. Là... trả lời đại nhé, không nói biết. Nói đại đi, nói đại đi. Là em. Rồi. Đáp án là thứ hạng. Thứ hạng nhất, hạng hai, hạng ba. Hiểu chưa, hiểu chưa? Cái thứ hạng càng số nhỏ là càng dễ thưởng to. Rồi, câu hỏi tiếp theo. Mũi gì to nhất Việt Nam? Ờ... mũi to nhất Việt Nam. Ờ... có mũi gì nói đi em. Mũi nhất vậy. Đáp án là mũi Cà Mau. Thế nên ta vừa mới nói mua Cà Mau thì không nói. Mũi mẻ là Cà Mau làm gì? Trời ơi trời. Mũi né là mũi né, sao mũi né là Cà Mau? Mũi né Phan Thiết. Như vậy là Eric đã đúng đáp án liên tiếp 5 câu. Ta cùng gặp gỡ lại Quyêu. Mấy câu? Em vừa chặt đầy đấy. Là mấy câu? 5 câu. Phải. Trời ơi, em giỏi gì luôn á. Rồi, mời lên. Thế á. Nè, ngồi lên. Ngồi lên. Cái hỏi bên này dễ nhắc hơn. Cùng Quyêu nhanh như chớp. Làm giả hàng giả là làm hàng thật hay hàng giả? Hàng giả. Chính xác. Yeah. Làm giả hàng chống giả là làm hàng thật hay hàng giả? Hàng giả luôn. Chính xác. Câu này dễ nè. Làm giả răng thật là làm răng thật hay răng giả? Làm giả răng thật là làm giả chứ. Giả, chính xác. Cái vụ mà làm giả răng thật em biết rõ lắm anh. Cười cái nào, cười cái nào. Câu tiếp theo là câu thứ tư đúng không? Làm thật răng giả là làm răng giả hay răng thật? Làm thật răng giả. Là răng, làm răng giả hay răng thật? Làm thật răng, răng giả thì là răng giả luôn chứ. Chính xác. Trời, khắc não quá. Mấy câu này dễ mà, có gì vỗ tay đâu mọi người. Tiếp tục. Làm giả răng giả là làm răng giả hay răng thật? Giả luôn chứ. Chính xác. Ủa? Dễ không? Dễ quá anh ơi. Cho em câu khó hơn đi. Bây giờ là đã bằng ở bên kia rồi. Em không thua lớp trẻ nữa. Đúng, chỉ cần một câu thôi là 1-0 nghi ngờ của mình. Câu số 6 đúng không? Trời ơi, 6. Vậy trong câu làm giả răng thật, cái gì thật? Hả? Vậy trong cái câu làm giả răng thật, cái gì thật? Thì tức là trong câu làm giả răng thật thì cái gì là thật? Thì răng thật. Trả lời đi. Đọc lại nữa. Vậy trong câu làm giả răng thật, cái gì thật? À, thì là nếu mà làm giả răng thật thì tức là mình sẽ cầm được cái răng giả thì cái răng giả là thật. Chính xác. Không nghĩ là anh thông minh thì luôn á. Trong cái câu là giả răng thật thì cái gì là thật? Thì cái răng giả đó chính là thật. Nó có thật. Cái gì nguyên dấu cắt chia bỏ đi dấu sắc dán đồ bền lâu? Kéo bỏ sắc còn keo. Chính xác. Thường thì khi đếm số người ta hay đếm số tiếng, tức là 1, 2, 3, 4, 5 chứ nhỉ, giờ đang đếm. Nhưng có lúc bạn đứng ở đâu để đếm lùi? Nãy đi đường kẹt xe nhỉ? Mình đứng lùi là mình đứng ở đèn giao thông á. Chính xác. Trời ơi. Em chưa điểm câu nào. Thầy em chỉ nói là kẹt xe thôi. Cái gì? Anh phát hiện ra rồi mà. Tiếp theo. Cái gì càng nhỏ càng to mà không phải là con cua? Càng nhỏ càng to mà không phải con cua. Này chắc rớt rồi. Vậy giống con cua. Anh là vua cua mà anh không biết à? Gì đấy? Gì đấy? Hay gì bạn vua con kia con cua. Hai sắp hết thời gian nha. Bóp cua lại. Rồi quá. Không nhớ. Cái gì càng... con... anh không có bán con ghẹ. Thứ hạng càng cao thì cái số nó càng nhỏ nhưng giải thưởng càng lớn. Hiểu chưa? Càng nhỏ càng to. Nhưng mà giỏi rồi. Như vậy là Will rất xuất sắc vượt qua được 8 đáp án. Quá hay. Tỷ số hiện tại là 1-0 cho đội mình.